Ba mẹ tự hào về con lắm Sudi. Ờ, nhưng cũng sợ nữa. Đúng rồi. Vừa tự hào vừa sợ, cảm giác nó lung tung lắm. Ý bà Zootopia, nó vừa xa nè, lại còn bự nữa chứ. Ba nè, đây là ước mơ của cả đời con. Ba mẹ biết, nhưng mà cảm giác lúc này là vừa vui vừa sợ cho con á. Điều duy nhất chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ của bản thân. Nó có gấu nữa, ba mẹ rất là sợ gấu. Chưa hết nha, còn có sư tử và chó sói nữa, còn trồn nữa. Anh chưa biết trồn rồi mà. Nó lừa đảo vô địch luôn vợ. Con biết không, thú săn mồi rất đáng sợ. Mà ở Zootopia, cái thứ được không ôi hù mà quá. Cáo là cái thứ tệ nhất. À, mẹ thấy thì bà con nói cũng rất là đúng đó. Nó là chuyện đương nhiên rồi. Con còn nhớ chuyện Gideon Gray không? Lúc đó con 9 tuổi. Gideon Gray đúng là một tên đẻo, nhưng vô tình cậu ta là cáo thôi. Con cũng biết rất nhiều con thỏ tồi như vậy. À đúng, ba biết là vậy. Nhưng nói đi cho con đề phòng thôi. Ba mẹ có chuẩn bị một ít đồ cho con mang đi nè. Mẹ có để bình xịt nách cho con đó. Đây là bình xịt ngăn cáo. Con cầm cho nó an toàn. Đây là chai xịt đuổi cáo. Hai bình này em nghĩ là đủ rồi đó. Đồ chơi đỉnh cao. Ôi trời đất, thánh thần cà rốt ơi. Con mình nó không cần cái bình chích điện này đâu anh. Trời ơi, vợ ơi, sao mới gọi là cần chứ. Ba mẹ đừng có cãi nhau nữa mà. Con sẽ lấy cái này. Hay quá, cả nhà thương nhau. Tới giờ con phải đi rồi. Bye. Con yêu ba mẹ. Ba mẹ yêu con. Trời ơi, tự nhiên ba khóc quá. Thôi, đứng, mấy đứa nhỏ nó nhìn kìa. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt con gái. Tạm biệt.